Liên quan đến vụ mưu sát mới nhất nhằm vào cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, nghi phạm đã bị bắt giữ, bị cáo buộc các tội danh về súng. Nghi phạm Ryan Routh, 58 tuổi, sống tại bang Hawaii, bị tòa án liên bang ở thành phố West Palm Beach cáo buộc tội sở hữu súng, dù đã có án tích và sở hữu súng có số series bị xóa. Cáo buộc được đưa ra hôm 16 tháng 9, một ngày sau khi cơ quan điều tra phát hiện một khẩu súng trường được giấu trong nhà y. Nghi phạm nhiều khả năng sẽ đối mặt thêm các cáo buộc nghiêm trọng hơn khi cảnh sát tiếp tục điều tra và các công tố viên xúc tiến việc truy tố. Vụ nổ súng xảy ra khi cựu tổng thống Donald Trump đang chơi golf. Nghi phạm bị một mật vụ Mỹ phát hiện cầm súng núp gần hàng rào sân golf Florida, cách ông Trump khoảng 400 mét. Người này đã nổ súng nhắm vào đối tượng khiến y bỏ chạy, để rồi bị bắt tại khu vực Palm City. Mặc dù ứng viên tổng thống đảng Cộng Hòa không bị gì, nhưng vụ việc làm dấy lên những câu hỏi mới liên quan đến vấn đề an ninh.